cơm mà. Bốn là 1 lít 4 nước đường. Ăn 250. Dầu ăn. 250 dầu bơ. Dầu bơ không đổ đồ ạ. Đổ đi nào, nhanh đổ. Lên 500. Cái chai này chai 500 mà. Đổ đi, một nửa là chắc là đủ. Hai năm mươi dầu ăn. Đổ hết vào. Đổ hết, thiếu. Tí. Thiếu 60. Cái nhỏ này oi thế. Baking soda 10g với nước cho tàu 30g hòa tan. Hòa là nó tan rồi nhé, không là nó không nó gón. Cái gì đó, đổ hết à? Dốc luôn thì lắc là 2 cân, 4 gói là 2 cân. Sau đó mình sẽ trộn khoảng 7 phút và tắt đi, nó đều rồi tắt đi. Sau đó trong lúc chờ bột này nó nghỉ thì mình sẽ làm nhân. Trộn khoảng 7 phút nha. Đây. Sao một cái. Anh Tài ơi. Mấy con sao bé nhỏ của em ấy. Anh mang ở găng tay nha. Hạt sườn này, hạt bí này, đổ đây. Hết. À đây rồi, ôi, cũng bị hương đây, không nhí con có để đây. Em còn mua đấy. Thế thì thôi, cho luôn cái này đỡ khỏi. Cái này chứ cạn. Thế ở cái này gian con. Đổ đồ cả rồi đấy. Đổ hết hết đây. Đổ hết. Đi nhiều đấy. Mà ăn cái này cũng ngon này. Cái này ngon không? Cái này ngon mà. Cái này ngon. Đây, mỡ. Cái này. Đổ hết mỡ. Rồi, đi ra ngoài xong rồi đảo lên. Nó đã được chưa? À đây được chưa? Thôi bỏ đây riêng nha, đổ nó vào đây. Cái này cho lắm dầu này. Thì đấy giờ chắc lúc mới đầu quét dầu. Cái này cũng đậu xanh à? Xanh hết chị, mình đậu xanh. Chưa, anh vẫn đang ấn xuống kia không? Đậu đỏ. Thì là thẳng tay vào nó. Ấn vừa vừa không cần ấn mạnh quá đâu. Cái gì máy không nọ em hiểu vào thế mà. Bán cả vụ kinh thu rồi kiểu gì kiếm được nửa cái máy.
Em cứ mua 1-2 gói nào thừa về em cất đi, đằng nào về em để làm. Ừ. Rồi đến dầm một gì ấy để làm. Có chứ. Cứ mua 1-2 gói là được. Ờ, cái đống này em vứt nha, nó không hết được. Okay. Cháo chạm vào bánh nào nó méo hết. Từ cái này mà. Ô, cái kia nó bị nứt rồi. Nào lấy găng khéo như là nó chạm vào bánh là méo đấy. To tuổi này quét đến bao giờ mới xong đây bơ của em. Để tăng lên mặt lên nó mới cho mày. Đây một cái găng ở đây này này. Cầm khéo mà nó chạm bánh à. Không ai thích ăn nhiều như mình. Bánh dẻo mình làm ít thôi, bánh nhỏ bánh nướng. Đúng rồi. Nhiều người ta đặt bánh nướng không bánh, bánh dẻo đấy. Đấy. Nhớ một trên, ăn món vừa dưới, nhớ một trên. Còn nếu vừa đổ ra rồi, đừng lấy nhiều quá. Của ấy đại nó vẫn hơi đầy. Vì nó bằng cái mặt rồi. Mạnh vào vẫn mạnh vào.
hơi nhiều bột. Cái em đưa chị là nhân gì đấy? Sầu riêng à? Ấn mạnh quá là nó dính không ra đâu. Đấy, cũng được mà, đẹp nha. Thôi dính rồi, lần sau phải cho... Cho nhiều bột thế. Nào, cá để ra. Dính, dính mép vào, dính, kín là được. Ở đây bánh dẻo này mà bánh nướng nướng lên đẹp nhỉ. Nhà nướng cá anh bỏ tiền bao gói bao đóng thôi, ăn đi ăn đi. Nhiều bột chứ không đóng thôi, đóng nhiều con cá gì không có, không có không có được con cá nữa mà hộp nó không vừa. Em để thử vào cái hộp cho nó vừa. Quên núi rồi không hỏi nó là có cái hộp cá đóng cái đóng cái này nè. Hết rồi ạ. Tất bàn nóng rồi. Hết rồi thôi. Cái này là thơ thế thôi, không tính đâu. Vừa không? Nó hơi ấy, hơi cứng. Ờ, được. Cũng được, làm là nhỏ ấy được. Bao bao vào. Nhưng mà cái này của thầy nó không vào được rồi. Cái đấy thì ăn. Để bé thì ép nó vào, như thế kia vẫn được. Nhưng mà phải tối bụi ít nó mới đẹp. Ừ. Mà như này. Bánh dẻo làm nhanh mà nó nhanh. Tại vì có phải làm nhân đâu, nhân thì sẵn rồi. Tuyệt vời. Không làm nhân lấy nướng thì không làm nhân thập cẩm. Thổ lấy rau và bánh vào đấy thì là... Thôi mà ơi. Còn cái gì, con cái kia không có cái hộp nào rồi cho nó không mời. Đấy, bắt cái này vào làm con cá của anh đi. Cái kia nó nhỏ. Ờ, cái này à? Cái cuối cùng đúng không? Con cá trông như con ếch. Cái hết rồi. Cái này vỏ mỏng. Cái này vỏ để mỏng. Ăn nó vừa nó lại dính chặt con đấy ra nào. Nhưng mà cái này nó không ra đuôi được rồi. Cứ giả nó. Giả được rồi. Thì cá cũng đuôi. Cá này nó sẽ bị... Đóng đấy, đóng đấy, đóng. Cá bị... Đẹp nhưng mà... Cá lớn. Đẹp luôn. Đẹp đầu nhưng mất đuôi. Đuôi.